Hello, xin chào các em. Mời các em quay trở lại với chủ đề dạy học hóa học bằng tiếng Anh trên kênh YouTube của thầy Cao Kỳ Giác. Sau hai bài về giới thiệu về danh pháp các nguyên tố đơn chất cũng như là các hợp chất vô cơ và hữu cơ bằng tiếng Anh và các cái dụng cụ thí nghiệm mà chúng ta đã giới thiệu được bằng tiếng Anh ở các bài học trước. Hôm nay thầy Cao Kỳ Giác sẽ tiếp tục giới thiệu với các em các bài học liên quan đến các cái chủ đề của hóa học, từ những cái chủ đề về cấu tạo chất cho đến những cái chủ đề liên quan đến phản ứng hóa học, rồi là các hóa học về các đơn chất và các hợp chất trong hóa học vô cơ và hóa học hữu cơ nhé. Nào mời các em cùng theo dõi tiếp các cái nội dung của các bài giảng của ngày hôm nay. Welcome to teaching and learning chemistry in English. Unit 1 chemistry and state of the matter. Chủ đề của bài học hôm nay của chúng ta là hóa học và các trạng thái của chất. Như vậy trước hết thì mời các em thầy sẽ giới thiệu với các em một số cái từ vựng gọi là vocabulary và các cái thuật ngữ terminology liên quan đến cái chuyên ngành chemistry English bằng tiếng Anh in English. Thứ nhất là có hai cái tài liệu tham khảo mà các em có thể sử dụng được, đó là cuốn dạy học một số chủ đề hóa học bằng tiếng Anh Teaching Chemistry Topics in English và cái giáo trình phương pháp dạy học hóa học bằng tiếng Anh ở trường trung học phổ thông Methods of Teaching Chemistry in English. Nào, trong bài học hôm nay thì liên quan đến chemistry and states of matter. The goals consisted of by the end of the topics you will be able to. Có nghĩa là cái mục tiêu của cái bài học này thì các em chú ý là chúng ta sẽ có các cái mục tiêu sau đây. Sau khi kết thúc cái chủ đề này ấy, thì chúng ta phải đạt được. Thứ nhất là có các cái động từ này, các em lưu ý là define, tức là định nghĩa được hóa học và chất. Đấy. List, tức là liệt kê được example of the branches of chemistry, tức là liệt kê được các ví dụ về các cái ngành của hóa học. Compare, tức là so sánh. Đấy. Compare and contrast the basic research of research and technological development. Có nghĩa là chúng ta so sánh và đối chiếu được với các cái nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng. Đây có nghiên cứu cơ bản, basic research, applied research, nghiên cứu ứng dụng, và phát triển công nghệ, technological development. Ok. Cái mục tiêu tiếp theo, slide, distinguish between the physical property and chemical property of matter. Như vậy ở đây là chúng ta phải phân biệt được là cái tính chất hóa học và tính chất vật lý và tính chất hóa học của chất. So now classify the strangers of matter as a physical or a chemical. Tức là chúng ta phải phân loại được cái sự thay đổi, phân loại được cái sự thay đổi chất dựa vào cái biến đổi vật lý hoặc là hóa học. Explain the not liquid and solid state in terms of particles. Có nghĩa là ta giải thích được trạng thái khí, lỏng và rắn theo cái gì ạ? Theo cái thuyết về các hạt. Explain how the law of the conservation of energy applies to trend of the matter. Và giải thích được là cái cách mà định luật bảo toàn năng lượng conservation of energy áp dụng vào sự biến đổi trạng thái của các chất như thế nào. Đấy thì đây là mục tiêu. Như vậy mục tiêu của bài này thì các em nhớ mấy cái động từ: define, list, compare, distinguish, classify, explain.
Okay, do you understand? Now, vocabulary. Bây giờ thầy sẽ giới thiệu với các em các cái từ vựng nhé, mà chúng ta sẽ và phiên âm các cái từ chuyên ngành mà chúng ta sẽ gặp rất là nhiều. Từ thứ nhất là atmospheric, pressure là áp suất và atmospheric là áp suất khí quyển. Như vậy đây là áp suất khí quyển và nó là một danh từ. Boil, thì đây là sôi, động từ. Boiling points, thì đây là điểm hoặc là nhiệt độ sôi. Ví dụ ta nói là boiling point of the water at 100 degrees C, có nghĩa là cái điểm sôi của nước là 100 độ C. Ví dụ như vậy. Categorize, tức là phân loại, phân dạng. Cái động từ này nó giống như classify. Category, tức là loại dạng. Cái này nó giống type, nó giống như là type, tức là cái loại dạng. Ok. Chemical, đây là tính từ. Tính từ thì nó là thuộc về hóa học, còn danh từ thì nó là hóa chất ở trong phòng thí nghiệm. Chemical. Chemist là nhà hóa học. Chemistry là hóa học. Compress tức là nén, ta nén khí. Động từ. Compressibility là cái tính nén được, tức là danh từ. Condense là sự ngưng tụ, tức là hơi mà ngưng tụ thành chất lỏng. Condensation là sự ngưng tụ, còn condenser là động từ là ngưng tụ. Cool là làm lạnh, làm mát, làm nguội. Curve là cái đường cong, đây một cái đường cong như này, đấy ta gọi là curve. Ok. So nice. Evaporate là làm bay hơi, động từ. Evaporation sự bay hơi. Fix là tính từ, là cố định. Formula, đây là số nhiều của số ít, là formula là công thức. Nếu mà nhiều công thức ta dùng formula. Cũng có thể các bạn sẽ thêm F số nhiều vào phía sau như là cái dạng thông thường, còn có cái dạng đặc biệt của nó là formula. Grease, động từ là đông đặc. Greasing boy, đây là cái điểm hay là nhiệt độ đông đặc. Fusion, tức là làm nóng chảy, ví dụ kim loại nóng chảy. Gas là chất khí. Gasification, đây là sự hóa khí, tức là danh từ. Còn gasify ở đây là động từ là hóa khí. Heat energy đây là gì ạ? Năng lượng nhiệt, hay ta còn gọi là nhiệt năng. Kinetic thuộc về động năng. Kinetic energy là động năng, là danh từ. Kinetics là động học, nếu ta có chữ F ở sau này, danh từ của nó kinetics, động học. Liquefaction là sự hóa lỏng. Liquefaction, sự hóa lỏng. Liquids là chất lỏng. Đấy, ta hay ký hiệu chữ L là ký hiệu cho chất lỏng. Liquefy là động từ, là hóa lỏng. Mass là khối lượng. Matter là vật chất, là chất nói chung. Material là nguyên liệu, vật liệu. Material. Melt là nóng chảy. Melting point là cái điểm, là nhiệt độ nóng chảy. Microstructure là cái cấu trúc vi mô, tức là các cái vi hạt, cấu trúc vi mô. Molten là nóng chảy.
Organometallics. Organometallics là hợp chất cơ kim. Organometallics. Particle. Particle là hạt, có thể là hạt nguyên tử, electron, vân vân. Phase strain là sự chuyển pha. Phase strain, sự chuyển pha. Physical states, trạng thái vật lý. Trạng thái vật lý. Potential energy. Potential energy là thế năng. Khí lại động năng là kinetic energy và potential energy. Reaction, áp suất. Property, tính chất. Substance, chất. Solid, chất rắn. Ok. Solidify, solidify, hóa rắn. Solidify, hóa rắn. Solidification, solidification, sự hóa rắn. Refrigerate, refrigerate, tức là bảo quản lạnh, ví dụ thực phẩm, bảo quản trong tủ lạnh. Regression, sự làm lại. Reversible, tức là cái quá trình thuận nghịch, ví dụ như là quá trình ngưng tụ, rồi sau đó lại là gì ạ? À, ngưng tụ rồi là tức là chuyển từ chất chất gì à, hơi, trạng thái hơi trở thành trạng thái lỏng hoặc là bay hơi, đó là một quá trình reversible, tức là thuận nghịch. Shape, shape là hình dạng. Sublimate, sublimate là cái chất thăng hoa hoặc là động từ là thăng hoa. Sublimation, sublimation là sự thăng hoa. Sublime, sublime là dễ thăng hoa. Surroundings, surroundings, môi trường. Có cái chữ S sau này. Surroundings, môi trường. Steam, steam, hơi nước. Temperature, temperature, nhiệt độ. Thermodynamics, thermodynamics là nhiệt độ. Tức là nghiên cứu về về nhiệt động học. Triple boy, triple boy là cái điểm 3, tức là cái điểm mà tại đó nhiệt độ và áp suất tồn tại ở các cái ba pha khác nhau của vật chất tồn tại tại một cân bằng. Vapor, vapor, hơi chất lỏng. Volatile, volatile là dễ bay hơi. Volume, volume là thể tích. Water, water là nước. Đấy, thì như vậy là ta sẽ có câu. Rồi, ok. Như vậy đó là các cái từ vựng vocabulary. Bây giờ chúng ta đi vào chemistry is a physical science. Tức là ở đây là gì ạ? Chemistry là hóa học. Hóa học là khoa học vật chất. Physical science, ta không dịch là khoa học vật lý, ở đây là khoa học vật chất. Đấy, chemistry is a physical science. Now of course, the natural science was once divided into two broad categories, the biological science and the physical science. Ok. Ở đây ta hiểu là cái gì đây? Là khoa học tự nhiên, natural science. Thì nó được chia thành hai loại. Đó là khoa học về sự sống, biological, khoa học sự sống, và khoa học vật chất. Physical science là khoa học vật chất. A living things are the main focus of the biological science. Ở đây ta hiểu là cái vật sống, living thing là vật sống. Vật sống đó là gì ạ? Là gì ạ? Là tập trung chủ yếu hay là đối tượng chính. Vật sống chính là đối tượng chính của cái khoa học. Khoa học về sự sống. Đó. Như vậy là the physical science focus mainly on the non-living thing. Ok, the physical science tức là khoa học về vật chất. Thì đối tượng chính đó là vật non-living thing, là vật không sống. However, because we know now that both living and non-living matter, so consider the chemical structure. Chemistry is a central to all the science, and there is no longer distinct division between the biological and physical science. Ok, ở đây ta hiểu là
Mặc dù tuy nhiên, bởi vì chúng ta biết rằng cả vật sống và vật không sống, non living thing là vật không sống, living thing là vật sống, cả vật sống và vật không sống thì đều gì ạ? Consider. Cái động từ consider là nó tương đương với động từ includes, includes hoặc là động từ gì ạ? Comprise, comprise tức là bao gồm cái gì đó, chứa cái gì đó. Hoặc nếu ta dùng bị động, ta còn một động từ nữa là gì ạ? To be composed tức là cũng là chứa cái gì. Như vậy ở đây ta thấy là gì ạ? Là tuy nhiên là gì ạ? Bởi vì chúng ta biết rằng là cả vật sống và vật không sống thì đều đều chứa các cái cấu trúc hóa học, chemical structure là các cấu trúc hóa học. Chemistry is central to all the sciences. Vì vậy nên hóa học là gì ạ? Là trung tâm của tất cả các loại của các ngành khoa học. Hóa học là trung tâm của các ngành khoa học. Và thế nào? There are no longer distinct divisions và không có gì ạ? Không có cái sự phân chia rõ ràng, distinct rõ ràng giữa gì ạ? Giữa khoa học sự sống và khoa học vật chất. Đấy, như vậy là không phải hiển nhiên là người ta gọi là hóa học là khoa học trung tâm của nhiều ngành khoa học là như vậy. Ok, vậy thì what is the chemistry? Vậy thì hóa học sẽ được định nghĩa như thế nào? Ok. Chemistry is a study of the composition, structure, and the properties of the matter. The process that the matter undergo and the energy strength that accompany this process. Ok. Hóa học sẽ là gì ạ? Hóa học sẽ là ngành nghiên cứu về cái gì ạ? Về thành phần, cấu trúc, property, tính chất của các chất. Đấy. Và cái quá trình, the process, quá trình mà các chất gì ạ? Xảy ra. Đấy. And the energy trained such a company is the process. Và cái năng lượng, cái biến biến thiên năng lượng, biến đổi năng lượng kèm theo các quá trình đó. Ok, the chemistry to deal with the questions such as what is a material makeup? How does a material strengthen when heated? The cooler or mixture? Which are the materials and why doesn't the behavior occur? Chemist answers the surprise of the question during the ở đây các em sẽ thấy được rằng là hóa học nó sẽ liên quan đến cái din là liên quan đến các câu hỏi, chẳng hạn như là câu hỏi gì vật chất thì được tạo ra từ cái gì và thế nào ạ, làm thế nào để mà gì ạ, để thay đổi được cái trạng thái của các vật chất khi mà ta đun nóng làm lại hoặc là ta trộn với các cái vật liệu khác và tại sao lại có những cái quá trình đó xảy ra. Behaviors occur là xảy ra. Và các nhà hóa học chemist đã trả lời những cái loại câu hỏi này qua cái công việc nghiên cứu của họ. Produce understand about the chemistry. Okay, chemistry is interesting for everybody to understand understand everything natural science. Tức là chúng ta sẽ hiểu được nhiều thứ ở trong cái khoa học của tự nhiên đó, trong đó có hóa học. Now number two, branch of chemistry, tức là các cái ngành của khoa học tự nhiên, phân ngành của các khoa học tự nhiên. Chemistry includes many different branches of cái hóa học thì bao gồm nhiều cái ngành khác nhau, nghiên cứu khác nhau. Sau đây là chúng ta có 6 cái ngành chính, the following are six main areas, 6 cái lĩnh vực chính hoặc là cái ngành chính, branch of study. But the right, the biological and physical science, these are branch of the overall. Nhưng mà gì ạ, khoa học và như nhưng mà gì
đó là khoa học gì ạ? Khoa học vật chất và khoa học về sự sống. Thì có gì ạ? Thì những cái ngành này thường là đan xen nhau, đó, xen phủ nhau. Đó. Nào, bây giờ những cái ngành gì liên quan, đó là organic chemistry. Đây là hóa học hữu cơ. Sau study sẽ một sự tập bốn sự còn tiền đình sự cảm báo thì nó sẽ nghiên cứu về gì ạ, về các hợp chất chứa carbon. Ok, number two inorganic chemistry, đây là hóa học vô cơ. Như vậy ta thêm chữ in trước organic thì nó sẽ trở thành vô cơ, đây là hữu cơ, đây hóa học vô cơ. The study of non-organic substance, many of which have organic fragment bonded to metal organometry, có nghĩa là sẽ nghiên cứu về các chất gì ạ? Các chất gì ạ? Các chất vô cơ đấy. Mà nhiều chất ở trong đó thì thế nào ạ? Nó cũng có liên kết với các cái chất hữu cơ, liên kết với kim loại chẳng hạn, người ta gọi là chất cơ kim, organometry. Physical chemistry, đây là lĩnh vực hóa lý. The study of the property and transfer of mass and relation to energy, có nghĩa là sẽ nghiên cứu về tính chất và cái sự biến đổi của chất, cũng như là cái mối quan hệ quan hệ của chúng với năng lượng. Ok, energy, năng lượng. Now number four, analytical chemistry, đây là hóa học phân tích. The identification of the component and compositions of material, có nghĩa là hóa học phân tích là nó sẽ được xác định gì ạ? Xác định về về gì ạ? Về thành phần của các chất, của các chất. Biochemistry, ok, biochemistry là hóa sinh. Hóa sinh thì sẽ thế nào? The study of substance and process occurring in the living thing. Hóa sinh thì sẽ nghiên cứu về các chất và cái quá trình xảy ra trong các cái vật vật sống, vật sống như là động vật, thực vật, vân vân. Theoretical, finally, number six. Theoretical chemistry, the uses of mathematics and computer to understand the principle behind the observed chemical behavior and to design and predict the properties of the new compound. Về hóa học lý thuyết thì thế nào ạ? Thì chúng ta sử dụng toán học và máy tính để thế nào ạ? Để tìm hiểu về các cái nguyên lý, các cái nguyên lý. Sau khi ta quan sát, sau khi mà được 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 quan sát được các cái gì ạ? Cái quá trình hóa học xảy ra và thiết kế và dự đoán, predict là dự đoán cái tính chất của các cái hợp chất mới. Đấy. Thì như vậy đây gọi là hóa lý thuyết, bởi vì nó liên quan đến cái việc tính toán và sử dụng máy tính để nghiên cứu các cái cấu trúc và cũng như là các cái nguyên lý của các cái chất, các cái trạng thái chuyển đổi của các chất, và từ đó để thiết kế, để dự đoán sang các cái hợp chất mới có những cái tính chất mới như thế nào. Nghiên cứu như vậy ta gọi là hóa học lý thuyết. Ok, number three, state of matter. State of matter. Matter is a substance that has more and occupies space. Đây là trạng thái của chất. Thì ta thử xem là trạng thái của chất thì sẽ là thế nào. Matter là chất, tức là vật chất. Thì matter được định nghĩa là gì? Is a substance that has more and occupies space. Tức là matter là những cũng là một chất mà cái chất đó sẽ có khối lượng và thể tích. Ok, matter can exist as a solid, a liquid, or a gas. These three forms of matter are the colder and states of matter. For example, water, liquid, can exist as ice, solid, or the water vapor gas. Ok, so do you understand? Matter, chất thì có thể tồn tại như là một chất rắn, chất lỏng hoặc là chất khí gas. Và ba cái trạng thái này, ba cái dạng này của chất được gọi là thể của chất hay là trạng thái của chất.
state of matter. For example, ví dụ, water, liquid, tức là nước thì nó ở trạng thái gì ạ? Lỏng. Và nước ở dạng lỏng thì có thể tồn tại ở dạng gì ạ? Ice, solid, tức là dạng đá, dạng rắn. Cũng có thể là, hoặc là water vapor là dạng hơi, gas. Water vapor is called the steam, steam, tức là hơi nước. Ok. Now, so much more substance can exist in only three states of matter. Matter can change from one state to another due to change in a temperature of pressure. For example, so on freezing, the water to become ice. So on boiling, the water becomes water vapor. Ở đây có nghĩa là gì ạ? Hầu hết most substance, hầu hết các chất thì có thể tồn tại ở ba thể của chất. À, các chất cũng có thể là gì ạ? Là thay đổi từ cái thể này sang thể khác. À, và thế nào ạ? Và vì do có sự thay đổi gì ạ? Khi mà thay đổi nhiệt độ và áp suất thì nó có thể thay đổi từ thể này sang thể khác. Ví dụ khi ta gì ạ? Khi ta làm lạnh, on freezing, à, có nghĩa là khi ta hóa rắn lại thì nước nó sẽ chuyển thành nước đá. Còn khi ta đun sôi, on boiling, thì nước lại trở thành nước hơi, tức là hơi nước. Ok. The three states of the matter have very different properties as some rises in the table, so on to boil. Ba cái thể của chất, three state of matter, ba thể của chất, thì là rất gì ạ? Có cái tính chất là rất là khác nhau và được tổng kết ở cái bảng 1.1 này. Bây giờ các em nhìn cái bảng này, ta thấy đây là bảng gì ạ? Bảng 1.1 thì tiếng Anh đọc là table on boil. Ok, properties of the solids, liquids and gas, tức là tính chất của chất rắn, chất lỏng và chất khí. Bây giờ ta phân biệt nhé. Property là tính chất, thì ở đây có các tính chất này: shape, shape là hình dạng; volumes là thể tích; compressibility tức là cái tính nén được, có nén được hay không. Nào thì bây giờ đối với chất rắn thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ có những cái tính chất gì ạ? Chất rắn thì fixed, tức là thế nào? Hình dạng xác định. Nhưng mà đối với liquids thì nó là not fixed, tức là không xác định. Còn gas cũng là not fixed, tức là không xác định. Đúng rồi, hình dạng thì chỉ xác định được chất rắn thôi. Ví dụ một thanh kim loại nào đó, một miếng kim loại nào đó ta xác định được. Chứ còn chất lỏng và chất khí thì chất lỏng thì có hình dạng là cái hình của cái phần vật đựng nó. Còn chất khí thì nó có hình dạng bình đựng, chứ nó không được xác định. Volumes là fixed, tức là về thể tích thì tương tự chất rắn là xác định, fixed là xác định. Chất lỏng xác định, fixed. Nhưng mà chất khí thì ta không xác định, not fixed. Chỉ có đựng vào cái bình nào đó thôi thì ta sẽ... Còn về tính khả năng nén thì đối với chất rắn cannot be compressed là gần như là không nén được, chất rắn là không nén được. Tương tự chất lỏng cannot be compressed, nhưng mà chất khí thì can be compressed, chất khí là có thể nén được. Ok. Or vapor is what that is it room temperatures and pressure RTP, tức là gì ạ? Ở dạng hơi, hơi là cũng coi là một khí vì nó là tồn tại ở cái nhiệt độ temperature and pressure, tức là nhiệt độ và áp suất phòng, ta ký hiệu là RTP, nhiệt độ và áp suất phòng ấy, tức là điều kiện chuẩn. For example, water vapor is in the air we breathe. Vapors can be given off by a liquid even when the liquid is not boiling. Có nghĩa là ở đây là gì ạ? À, ví dụ nước, hơi nước ấy, thì nó là gì ạ? Hơi nước ở trong không khí để cho chúng ta thở chẳng hạn. Thì đây nó ở dạng hơi cũng là dạng khí. À, hơi này thì thế nào ạ? Vapor này, hơi này có thể gì ạ? Có thể thoát ra gì ạ? Từ một chất lỏng. Thậm chí là khi chất lỏng đó là gì ạ?
vi chất lỏng đó đang gì ạ? À, không phải là sôi, mà nó chỉ là bốc hơi lên thôi. Đấy, chứ mà nó chưa sôi, vi chất lỏng nó chưa sôi. Đấy, chẳng hạn như vậy. Thì đó là hơi, hơi có thể thoát ra được từ chất lỏng. To indicate the state of substances, we use the state symbol as for solid, for liquid and gas. For gas or vapor. Để gì ạ? Để xác định trạng thái, indicate là xác định cái trạng thái của chất, thì chúng ta sử dụng việc ký hiệu trạng thái. S thì dùng cho solid là chất rắn. Đấy. Còn else thì ta sẽ dùng cho liquid là chất lỏng. Grease ta sẽ dùng cho gas là chất khí, hoặc là hơi thì dùng chung là grease. The state symbol is aqueous. Is used for substances dissolved in water. As a state symbol is written within the route of rice embolations after the formula of the substance. An example is given in the following equation. Now, ký hiệu trạng thái aqueous. Aqueous này là viết tắt của cái chữ gì ạ? Aqueous. Đây là aqueous, đó ta viết tắt là chữ này là aqueous. Aqueous là một chất nào đó tan được trong nước ở dạng dung dịch, nhưng mà tan được đó, nó tan ra trong nước, ở dạng tan trong nước ấy. Như vậy the state symbol of aqueous thì is used for substance là nó được dùng cho những cái chất mà hòa tan được trong nước. Ok, the state dissolve là hòa tan, in water là hòa tan trong nước. Dissolve, ta không đọc cái dissolve, dissolve, cái này là đọc là gì ạ? Cái này đọc là âm z, nên đây đọc là dissolve. Into water, the state symbol is written within the round bridges. Như vậy là cái trạng thái, cái ký hiệu trạng thái thì được viết ở trong cái ngoặc đơn round bridges. Và đặt ở phía sau blazer, và đặt ở phía sau công thức của mỗi chất. Ok, an example is given in the following equation. Nào đây là một ví dụ sau đây của cái phương trình sau đây. Bây giờ ta xem một cái ví dụ này. Ok, formula of substance. Cái ví dụ phương trình này thì hôm sau thầy sẽ hướng dẫn cách để đọc phương trình, nhưng mà ta sẽ biết ta đọc thế này. Cái dấu cộng này ta không đọc là cộng, ta đọc là GHQS. Ở đây ta đọc là calcium carbonate GHQ hydrochloric acid to form the calcium chloride. Calcium chloride is water and the carbon dioxide. Như vậy là cái mũi tên này ta sẽ đọc là to form. Đó. Ok. Trong cái phương trình này thì đây được gọi là gì ạ? Chemical equation, tức là phương trình hóa học. Thế thì trong phương trình hóa học này ta có là formulas of substance, đây là công thức của các chất. Đấy, còn cái này ta ký hiệu này gọi là state symbol. State symbol, ok, state symbol, state symbol, state symbol, ok, state symbol, state symbol. Còn đây là những cái công thức, thì cái state symbol này ta bỏ trong gì ạ? Trong round bracket, tức là cái ngoặc tròn, và ta in nghiêng đó là italics. Còn đây là các cái công thức. Còn đây là tên, name of substance, calcium chloride, water, carbon dioxide, hydrochloric acid, calcium carbonate. Cái này các bạn đọc tên rồi, các em đọc tên rồi, các em biết rồi. Đấy. Ok. Và bài học hôm nay thì thầy sẽ giới thiệu một số cái nói về cái hóa học như vậy. Bài học tiếp thì chúng ta sẽ giới thiệu về trạng thái của chất. Đấy, để cho các em được nghỉ ngơi một tí. Không? Bây giờ các em chú ý và các em thử viết cho thầy các cái trạng thái của một cái phương trình này, thì mình nên điền cái trạng thái gì vào đây. Ví dụ thầy lấy một phương trình rất là đơn giản nhé. Chẳng hạn như là gì ạ? Chúng ta sẽ lấy cái gì các bạn? Đấy, ví dụ như là sodium chloride. Ok, sodium chloride. Aqueous. Các bạn điền trạng thái vào đây cho thầy nhé. Điền trạng thái vào đây cho thầy.
bây giờ reaquate, reaquate gì ạ? Ok, silver nitrate, silver nitrate. Đấy, các bạn điền trạng thái vào đây. Đấy, điền trạng thái. Tức là state symbol. Đấy, chủ form. Ta sẽ thu được cái gì ạ? Ok, là sodium nitrate. Sodium nitrate. Đấy, các bạn thử điền trạng thái đây giúp cho đây. Reaqueous. Silver chloride. Silver chloride. À, silver chloride. Rồi, các bạn điền điền giúp cái trạng thái của đây. Silver chloride. Đấy, các bạn điền cái trạng thái vào đấy nhé cho đúng thế này. Đấy, sau ta sẽ kiểm tra lại. Với bài học hôm nay thầy sẽ dừng ở đây, được không? Chúc các em sẽ có những cái buổi học tiếng Anh thú vị về hóa học nhé, và chúng ta sẽ sắp tới chúng ta sẽ nói thêm các cái nội dung phong phú khác của hóa học. Ngay về sau chúng ta sẽ nói về state of some matter. Đấy, see you again, goodbye.